hình đây em vậy? Kìa chụp hình kìa. Anh Jimmy. Khỏe không anh Jimmy? Xe bao xeo. Dạ, sao à, xem chết rồi hả? Sao vậy? Xe buổi hiện anh phát ra hồi này mà anh không ra. Đúng hiện dùm tụi em, tụi chạy ra chơi, chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô. Ủa anh chụp hình ai vậy? Ok, mở xem đi. Không, anh phát đợi đợi em một xíu siêu. Đợi anh phát đợi em một xíu. Không, anh phát đi vòng đi, lát đi quay lại cũng được nha. Thưa quý vị, Phi tìm anh Phát lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp anh Phát. Anh Phát vui lòng cho em gắn cái microphone nha. Được, để em gắn cho anh, để em gắn cho. Đó, thì tìm anh Phát bao nhiêu lần á, hẹn ảnh vừa rồi, hẹn nữa đó quý vị. Em coi. Hẹn anh Phát nữa rồi, anh nói là anh sao, anh ngủ quên hả? Dạ, ngủ quên, xin lỗi. Nhưng mấy anh cố gắng giùm em. Dạ. Wow, hôm nay đông vui quá vậy, tề tụ đông vui quá vậy. Thì hôm bữa hôm muốn kiếm xin việc làm. Anh xin việc làm nữa hả? Muốn giúp mình, giúp mẹ mình xin, nhưng mà có. Dạ, anh Phát chịu khó nói lớn lớn giùm em chút xíu, anh nói nhỏ quá người ta không nghe. Thì giúp. Giúp anh kiếm việc làm đúng không? Dạ. Thì ok, để em nói trước cái này. Okay. Là có hôm trước quay hình anh á, thì có một cái chị đó, chị ủng hộ cho anh. Thì từ chờ mấy người đi qua. Hai anh Sơn, khỏe anh Sơn. Chị, chào anh. Dạ, lâu quá không thấy anh Sơn. Có nhà đúng không? Anh Sơn có nhà rồi đúng không? Ủa anh Sơn nói. quay. Dạ em quay hình anh Phát tí nha. Ok. Chờ chút. Thì giờ anh kiếm việc làm à. Anh là có thể làm việc gì? Cái gì cũng được. Anh nói lớn lên xíu. Cái gì cũng được. Gì cũng được hết. Rồi bữa giờ anh Phát có khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Nhưng mà cho em hỏi lại là anh nói chỗ nào mà trắng với người này? Đây rắn á. Ừ, đi ra đây. Đây rắn, đây rắn không? Dạ. Mấy người đây sợ. Anh đứng đây đi, anh đứng đây. Ok. Đi. Ok. Anh đứng đây đi anh Phát. Ok. Thì anh Phát nói giùm em là anh còn việc làm gì? Cái dạ. Gì cũng làm được đấy. Nhưng mà cho em hỏi thiệt là anh Phát có hút không? Hút chích được không? Hút cần sa có. Cần sa là cái loại gì? À, nó có hại sức khỏe của mình không? Không, cần sa giống như trồng cây vậy á. Vậy hả? Nhưng mà nó có hại mình, anh hút làm chi vậy? Marijuana. Cái gì? Vậy đó hả? Buồn. Còn mấy kia là no. Mình á thì mới tới đây thôi, nhưng mà không lo đâu, cả đâu tới đây tốn thời gian. Dạ. Nhưng mà lo cho mấy người giống Phát nè, mấy thương mến giúp đỡ mấy người giống Phát á, mới đến đây. Em giúp thì em tùy cái người đó phải cố gắng, phải đúng quyết vậy. Tâm thực sự và thật thà. Chứ còn mà không quyết tâm thì em cũng không có làm giờ. Tại vì nó mất thời gian tụi. Bây giờ bác thì không còn cái gì nữa, không còn gia đình nữa, chỉ một mình thôi. Cha mẹ. Hôm nay anh còn áo lạnh không? Lát nữa cái sleeping bag thì bữa em đưa cho anh còn không? Bị ai lấy rồi. Nhưng mà anh có thể làm việc gì? Việc gì cũng được, già hàng gì cũng được, bất cứ gì cũng được. Nhưng mà anh có chắc chắn rằng là khi mà thử là anh không có mấy cái kia chắc không? Chắc chắn, bất cứ lúc nào không? Bất cứ lúc nào. Còn cái mấy mà... Dám thề, phát hứa anh chị, phát sẽ cố gắng. Dạ, nhưng mà anh vòng tay tự nhiên thấy tội quá. Anh lớn hơn em mà. Anh Phát bây giờ đâu còn gia đình đâu, cha mẹ chết hay cha mẹ nuôi hay cha mẹ dục thì chưa bao giờ biết mặt. Hôm bữa có một người nhầm tưởng anh là quê là thân, cho nên mới hỏi anh có bà chị tên Sương không á. Thì anh nói không phải, thì sau này cái chị đó cũng nói lại là hỏi lại là không phải. Thì có một cái chị đó chỉ ủng hộ anh 50 đồng. Thì cái chị đó chị nói chị tên là El. Thì anh cứ nói cảm ơn chị El nha. Cảm ơn chị El nha. Nhận 50. Cảm ơn rất nhiều chị El. Ok, anh giơ tay em đưa cho để mấy người kia nhìn thấy. Cảm ơn. Anh cố gắng xài những đồng tiền của các mạnh thường quân họ giúp cho mình. Xài đồng tiền cho đúng đắn. Mình ăn, mình uống thôi. Đừng có xài cái gì hư mình như hứa với anh chị. Cố gắng.
tụi em, anh xem tụi em như là những đứa em, tại vì anh không có người thân để nhắc nhở mình. Cảm ơn. Thì em cũng như một đứa em gái của anh, thì có một người thân bên cạnh mình nó nhắc nhở mình thì mình cố gắng, mình có niềm vui, đúng không anh? Nói thiệt, tôi nói bác cần những người giống chị mới nói có người. Nhưng mà bản thân các anh phải cố gắng rất là nhiều kìa, chứ còn mà kêu em làm rồi xong rồi hút rồi chích rồi em không có làm, em không bao giờ làm mất cái thời gian thì những cái chuyện đó. Dạ thì ok, anh nãy anh nói là thử anh bất cứ lúc nào cũng được hết phải không? Không, nó làm chắc giọng luôn. Bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ đi làm thì phải có nhà của chồng, ví dụ thiên đồ á, thiên đồ được hết, ví dụ bưng đồ thiên đồ đồ á, gạo đồ 100 pound 50 pound được, không sao, bưng được hết, giúp được hết, việc làm á mà không bao giờ làm mất mặt vậy. Vậy đó hả? Thì anh phải làm sao để em tìm chứ? Khi ở đây hai tô không thôi chỗ mà cái gì bắn xèo bưng á. Có người nói anh lên ga rô ngay chỗ na 99 cent, em quần cái đó không biết bao nhiêu lần. Bucket, Westminster, đổ cà rồi. Em tìm anh không biết bao nhiêu lần. Bắn xèo bưng á. Anh có con túi ra đi để mấy người nó thấy. Bắn xèo bưng á. Để mấy người nó thấy. Nhớ để dành ăn uống nha anh Phát nha. Để lát nữa em tới em đưa anh mấy cái áo. Ok, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Rồi, ok. Rồi mai mốt để em kiếm việc làm cho anh ha. Anh làm contraction đi ha. Cái gì cũng được đấy. Anh làm contraction chung á, thì mình không biết nghề, nhưng mà người ta kêu gì mình làm, kêu gì mình làm. Mình kêu mình dọn dạ. Quét thì quét. Cảm vậy ơn. Đó vậy cảm đó ơn. Nhưng mà dạ. Lương cảm thấp ơn. Thì anh có làm không? Không sao, miễn có công việc làm đúng không, rồi có tiền mình thuê cái phòng mình ở phải không, đúng không anh Phát? Trời lạnh rồi đúng không? Ok, ok, để em nhưng hỏi mà kiếm việc làm giúp bác á, bác rất là cảm ơn. Vậy đó hả? Thật sự cảm ơn. Không, em chỉ muốn mấy anh là phải quyết tâm cho cái cuộc sống của mấy anh nữa. Người khác bác không dám nói, mà bản thân mình á, mình dám thề không mà làm thất vọng đâu. Nhưng mà anh biết không, cũng có nhiều người thề người hứa rồi xong rồi cái rồi cũng qua đó, qua xong à. Phải cố gắng thật nhiều, còn nếu cảm thấy chưa cố gắng thì no không. Giúp bác. Dạ. Rồi sao nói em bắt đi vậy? Dạ. Bắt mình đi. Tại sao đi? Tránh cảnh sát. Tránh cảnh sát hả? Đúng. Anh đâu có làm gì đâu. Đúng rồi, cảnh sát. Anh đang đâu có làm tại gì đâu. Bắt mới ra tù rồi mới sao? Ở tù mấy năm. À còn giấy tờ anh sang quên mất, không có cái gì hết phải không? Không có, ID thì không có, có gì có tiền làm ID. Thì mai mốt làm có tiền để dành làm ID đúng không? Ok. Bây giờ những cái địa điểm nào mà anh Phát hay ở thì nếu ở đây em tìm không có thì em tới ngay chỗ đó. Hai tô là bên kia, em đi hoài có thà gặp đó. Bán xe Vân. Bán xe Vân ở đâu? Chỗ bất kết á, chỗ à. Này ngó qua rồi. Hai cái gì à. Bán xe Vân. Nếu gì bán xe Vân chỗ này. Này ngó qua. Vậy đó hả? Bất kết Westminster. Vậy em đâu có ăn hàng, tại vì em đâu có ăn thịt, em đâu có ăn mặn đâu, em ăn chay á, cho nên là hỏi mấy quán mặn em không có biết rằng. Phát ăn chay được. Phát ăn chay được hả? Được. Ok, thôi anh đi. Phát ăn chay. Ok. Dạ thưa quý vị, anh Phát có một tí xíu quà từ Mạnh Thường Quân á, cho nên là Phi đưa cho ảnh rồi. Cảnh sát tới đằng sau kia rất là nhiều, cho nên là anh Phát cũng ngại. Thì anh Phát sẽ lấy mấy cái áo mà hôm bữa anh cho nó là có đồ của chú Thanh với chú Long Huỳnh đó, để nó cho người khác đó, thì bây giờ lục ra để đưa cho anh Phát mặc. Cái sleeping bag hôm bữa cho là mất hết rồi, người ta lấy hết rồi. Đó. Tại vì anh không có giấy tờ, thấy cảnh sát thì ngại lắm, lỡ mà có gì thì bị bắt rồi vậy đó. Cho nên là anh đi rồi, thưa quý vị. Anh Phát còn việc làm, mong là anh Phát cũng quyết tâm để mà làm lại cuộc đời của mình. Thưa quý vị, lục trong cái xe được một ít đồ là của chú Thanh với chú Thanh Phạm hôm bữa anh John đưa đó, bây giờ đưa cho anh Phát mặc. Ở ngoài này hay mất đồ lắm quý vị, cho nên là đưa cho anh mấy cái áo mặc. Dạ? Anh lấy áo hả? Anh đợi xíu, còn cho anh Sơn. Để cái này em đưa cho anh Phát trước, xem em quay lại em lấy cho anh. Yeah.
cửa chị có đồ mà đâu, đồ chị đâu? Để em xem. Đi đi ra xe lấy. Ờ ok, ok. Đi làm thì anh có tiền mình trả tiền phòng. Vậy đó. Đúng không? Thì anh phải cố gắng thật là nhiều, đừng có làm phá rồi người ta. Thì anh Phát anh muốn còn việc làm á thì để coi sẽ hỏi xem. Ok, chị đỡ mình rồi, đồ là anh lẻo thôi. Vậy sao ông lâu ngô đồ không thấy anh không có đọc người, kia cần một người biết cả. Ok, ok thì nhưng mà cũng cố gắng thôi nha, để coi thử có ai ấy không. Anh Phát phải cố gắng nhiều hơn nữa nha. Anh Phát phải cố gắng nhiều hơn nữa nha. Dạ, ok. Dạ. Dạ. Anh lấy đổi mặt đi. Để đi đâu thì đi đi chứ mấy ông nó đứng ngoài đằng đó hả? Ừ, có kênh khác. Dạ, bye bye anh. Dạ, bye bye anh. Dạ, bye bye anh. Dạ, anh Phát.